quá ngon luôn. Bánh bò nướng đừng hốc lóc. Ồ, điệu nghệ quá. Qua tới nó bán lại ha. Đó, cái này nè, cái này mới gọi là cái cái nghệ thuật nè. Ngon hay không là ăn thua cái người chủ lắc đúng không? Đi dạo phố hả? Anh không có lên TV nha, mình lên YouTube em. Dạ năm nào bán đi ha. Năm nay bán sớm mỗi năm không? Trễ hơn. Trễ hơn hả? Lấy ăn cái tay với tôi. Đây. Bánh bông lan gia truyền. Bánh bông lan gia truyền á. Ngon quá luôn. Vậy là cũng như truyền nghề đúng không? Dạ đúng rồi. Nghề truyền thống luôn rồi. À, thường thường là khoảng tầm ngày mấy mình bán là bán không kịp luôn. 20 trở đi ha. À, năm 22 đường 8 là 23 là bán không kịp đúng không? Cao Tùng Vlog mến chào tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn nha. Buổi tối hôm nay là ngày mùng 9 rồi, còn tầm khoảng 20 ngày nữa là đến Tết rồi. Thì Cao Tùng Vlog sẽ quay chợ không khí Tết ở chợ Long Xuyên nha, để quay cho cả nhà xem nha. Ở khu này là đặc biệt là bán những cái lồng đèn bán Tết nè, khá là nhiều luôn. Năm nay mình thấy bán Tết hình như là sớm hơn mọi năm luôn á. Đây có mấy bạn trẻ này cũng đang đi mua những cái đồ trang trí Tết nè, khá là đẹp luôn á. Đó, mấy bạn này đi chụp ảnh Tết quá đẹp luôn. Dạ. Năm nào cũng bán đây chứ. Dạ, năm nào cũng bán đi ha. Năm nay bán sớm mỗi năm không? Trễ hơn. Trễ hơn hả? Tới ăn cái tay mới cho ra nè, 4 tay mới cho ra nè. Dạ. Mỗi năm là thường thường mình bán khoảng ngày mấy anh? Hả? Mỗi năm là mình bán khoảng ngày mấy? Thường thường là đầu tháng. Dạ. Đầu tháng bữa nay cuối tháng. Dạ. Chỉ là trễ hơn mỗi năm á chú. Trễ hơn. Dạ. Như bán hai mấy bữa thường thường là đầu tháng. Dạ. Tháng bán. Rồi vậy là năm nay trễ hơn ha. Cái lượng khách hổng gài có đông không mấy anh? Có thể chứ đâu, cỡ thẳng 15 đủ lên. Dạ. 15 đủ lên ha. Đi trước. Người ta đi trước ha. Cái giờ đó đầu lên từ thì nó chắc cỡ 20 là xong á, chứ không vô là xong luôn á. Dạ. Cái này cũng còn hơi dân chắc chắn ha. Thì đó người nào cảnh là đi trước đó. Dạ. Người có tiền thì ta đi trước nó có đồ đẹp hơn. Dạ, cái lựa đồ đẹp ha. Mà năm nay là dặn là mẫu đẹp hơn. Dạ. Đẹp hơn. Em thấy năm nay cái lượng hàng hóa của anh á hình như là đa dạng hơn mọi năm luôn á. Tại vì năm ngoái em cũng có quay ở đây rồi nè. Năm nay là nhiều hơn, đẹp hơn luôn á. Có đâu mà sao mà anh kiếm cái rồi. À, anh kia đi bữa nào cũng đi. Dạ. Rồi. Rồi năm nay chúc anh sẽ có một vụ bán Tết thật là thành công nha. Quá đẹp luôn. Cái gian hàng của cái tiệm mình tên gì anh? Cái tiệm mình tên gì? Tiền. Bích Tuyền ha. Dạ dạ, Bích Tuyền. Dạ. Dạ con em thấy là anh thường xuyên bán đây mà, năm nào cũng bán nha. Không sao đâu. Bà con người ta có bà con có xem clip thì cũng thông cảm cho anh nha. Tại vì chiều cũng nực quá. Rồi tạm biệt anh, chúc anh thành công nha. Rồi, để quay vòng vòng đây luôn cho bà con xem. Thank you.
Rồi sau khi mình chạy một vòng để mà quay cái khung cảnh ở chợ Long Xuyên, bây giờ mình sẽ mời cả nhà đi theo mình để vào khu ẩm thực nha, để mình quay khu ẩm thực cho cả nhà xem. Hello, chào mấy em. Chào anh. Mấy em đi chụp hình Tết đúng không? Đi dạo. Đi dạo phố hả? Dạ. Lên TV rồi, em không? Lên TV không anh? Anh không có lên TV nha, mình lên YouTube em. Ok. Chào mọi người. Trời ơi, mấy em gái này, mấy em này dễ thương quá à. Trời ơi, dễ thương quá. Rồi, tạm biệt mấy em nha. Hả? Chụp hình cho tụi em hả? Để anh đi qua đây anh quay chút xíu trả lại. Mấy em này dễ thương quá. Rồi, bây giờ mình sẽ qua khu ẩm thực nha, để quay cả nhà xem. Cái đoạn đường này thì khá là nhiều bà con bán bánh mứt. Khu này là khu bán bánh mứt khá là nhiều luôn. Mỗi năm thì hôm nay thì mình thấy có vẻ là bán sớm hơn mỗi năm á. Giờ này tầm khoảng mới mùng 9 à, mà mấy cô chú bán bánh mứt cũng khá là nhiều. Hello, chào mấy cô. Năm nay mình bán sớm hơn mỗi năm không mấy cô? Dạ cũng vậy hả? Không ai bán được không? Đắt không? La rai hả? Thấy mặt cười tươi tươi này là thấy bán được rồi nè. Đây, ở đây ba cô luôn. Thấy vậy vài bữa là ba cô bán không kịp đâu. Rồi, chào anh trai luôn. Rồi, chúc mấy cô năm nay mua bay bán đắt nha. Năm nay sẽ bán mức chắc bán không kịp đâu. Dạ, tạm biệt luôn. Đây, bên đây cũng có một cái sạp bánh mứt khá là nhiều luôn. Năm nay cái lượng mứt, bánh mứt mình thấy lên khá là đặc sắc luôn nè. Nhiều lắm luôn. Quá luôn rồi nè. Hello, chào anh, chào em gái. Năm nay mình bán vậy là sớm hơn mọi năm không? Dạ, cũng bình thường. Cũng bình gì trễ hơn hả? Trễ hơn. Năm ngoái bán ngày mấy? Năm ngoái bán ngày 2, vậy là năm nay bán trễ hơn mọi năm. Không ngày bán được không? Đắt không? Rai hả? Sớm quá. Thường thường là khoảng tầm ngày mấy mình bán là bán không kịp luôn? Dạ, khoảng 20 trở đi ha. Dạ. Năm 22 đường 8 là 23 là bán không kịp đúng không? Dạ. Mình chuyên về mức gì với mức gì ha, em giới thiệu ơi. Kẹo đậu phộng, bánh trầu, mức me, đầy đủ, kẹo dẻo, cái kia. Mức gì cũng có hả? Anh thấy cũng khá là nhiều rồi, đa dạng luôn nè, mức đa dạng lắm luôn. Cái sạp của mình tên gì hả? An Giàu. Sạp An Giàu. Rồi, chút xíu em sẽ quay giới thiệu luôn. Quay cho bà con người ta có đi chợ Tết á, đi chợ Long Xuyên mình ghé mình mua ủng hộ à. Em Cao Tùng Vlog. Rồi, năm nay sẽ chúc cho sạp mình sẽ bán thiệt là đắt và sẽ bán đắt hơn mọi năm luôn. Ok không? Rồi. Quá nhiều luôn. Đây, mình sẽ quay cái bảng hiệu giới thiệu cho anh trai luôn. An Giàu. Đây. Khá là lớn luôn. Rồi, tạm biệt anh luôn nha. Tạm biệt anh trai, tạm biệt em gái luôn nha. Đây, bên đây cũng khá là nhiều nè, sạp nè. Đây, cô này bán cũng bánh mứt khá là nhiều. Đây, bên đây những cái sạp bánh mứt nè. Đó. Hello, chào mấy chị. Không ngày bán được không? Bán đắt không? Đắt hả? Năm nay vậy là mình bán sớm hơn mọi năm không? Cũng y như mọi năm à. Cũng giống giống như mọi năm ha. Hôm nay lượng khách mình đi mua bánh Tết đông không? Dạ, lúc này còn lai gai chưa đông đâu. Dạ, khoảng tầm bữa mấy mới đông? Thông tin gì anh vô coi lại. Cao Tùng Vlog. Vô coi chính mình đúng không? Dạ. có khách rồi nè. Rồi. Rồi, mấy chị có khách thì bán nha. Rồi, chúc năm nay sẽ có một vụ bán thiệt rác nha. Rồi, ôi ôi, cái sạp lớn quá lớn luôn nè. Đây, bên phía bên đây thì bán những cái xe, bán đồ ăn cũng khá là nhiều luôn nè. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến vào khu ẩm thực nha. Đây, những cái xe bán đồ ăn mỗi năm thì mình cũng có quay rồi, bán vịt quay, cô bán vịt quay. Đó. Đây, bây giờ mình sẽ qua cái khu ẩm thực để quay cả nhà xem.
Đây, cái xe này là xe ốc luộc. Ồ, nhóc coi ốc chân kìa, nhìn ngon quá. Đó. Này có cái bong bóng nè, đẹp quá đẹp. Đó, đẹp quá đẹp ha. Ồ, bên đây là cái xe bán ốc nha. Còn bên đây là xe bán bánh mì. Hello. Xe bán bánh mì. Chào chị gái. Ôi, xe này bán bánh mì. Hello. Hello người đẹp. Người đẹp đi chợ Tết là gì? Con đi chơi hả? Em thường đi đi ăn ở khu ẩm thực này không? Mới về đây ở. Mới về đây đã. Hồi nào giờ sinh sống ở đâu? Ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn ha. Vậy là mới về đây hả? Ồ. Xe bò dừa viên. Đó, nhìn ngon quá luôn. Ngon quá luôn. Ôi, xe nè, đủ thứ đồ hết trơn. Phố đi bộ nghe, Long Tiên nha. Rồi, giới thiệu cái tên cái xe bánh mì của chị luôn. Ừ. Chị tên gì? Tiên Mạch. Nghe cái tên là muốn phải lại đây mua đồ ăn rồi đó nha. Rồi, tạm biệt em gái, chúc em gái đi chơi vui vẻ nha. Rồi, chúc chị bán năm nay thiệt là đắt nha. Rồi, tạm biệt. Rồi, nghe câu này sướng rồi nha. Bên đây cái tiệm này bán bánh phong lan. Chị này bán bánh bông lan. Ồ, có khuôn đổ kìa, 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 cửa chặn ra luôn kìa. Đó, nhìn ngon quá luôn. Cái em gái anh nó yếu lửa. Yếu lửa hả? Ồ, nhìn ngon quá ha. Ngon không? Đi chút xíu lại mua. Rồi, chút xíu lại mua. Mình thường bán ở đây không hả em gái? Dạ, ngày nào cũng bán chứ anh ơi. Vậy là mình bán cố định ở đây luôn hả? Dạ, bán ở đây. Ngày nào cũng bán chứ. Ờ, mình bán bánh bông lan, còn có bán bánh gì nữa không? Vậy là mình chuyên bán bánh bông lan. Dạ. À, nhìn ngon quá. Đây. Bán bánh bông lan gia truyền. Bánh bông lan gia truyền á. Nhìn của ngon quá luôn. Đó, của bà cụ ở đây bà bán nè, gọi giờ bà chị không rồi. Vậy là cũng như truyền nghề đúng không? Dạ đúng rồi. Nghề truyền thống luôn rồi. Dạ. Đó, nhìn. Để lại, để nhìn ngon quá luôn. Bánh hạnh ơi. Dạ có chú. Rồi có khách luôn kìa. Khoảng 5 phút. Đợi khoảng 5 phút. Đây, cái này là cái bánh thành phẩm rồi nè. Nhìn ngon quá ngon luôn. Đó. Đây, đó, xong rồi nè. Nguyên một cái chảo xong rồi nè, nguyên một cái khuôn luôn, bắt đầu đậy nắp lại nè. Đó. Khoảng bao nhiêu phút mới chín nè em gái? 2-3 phút là chín hả? Cũng nhanh ha. Ồ, nhìn ngon quá. Rồi tạm biệt em gái nha, chúc em gái mua mai bán đất nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua cái bên đây là cái khu ẩm thực, bán khá là nhiều đồ ăn luôn nè. Bên đây là cái tiệm xe bán bánh mì. Đây là đường Nguyễn Huệ, còn bên phía bên đây là đường Lê Minh Ngương. Đường Lê Minh Ngương bên đó khá là nhiều xe đồ ăn luôn kìa. Nhưng mà bên đây mình sẽ đi cái tuyến đường bên đây trước nha. Đó, chị này thì bán xôi nè. Ồ, chị này bán xôi nè, quá tàn xôi ngon luôn, đủ màu sắc luôn nè. Ồ, hello chị bán xôi. Mình bán ở đây lâu năm chưa hả chị? Lâu rồi cưng. Dạ, bán lâu rồi ha. Ồ, chị bán xôi nhiều màu quá luôn. Mình bán sao hả chị? Mình xôi này bán sao? Gói 5 ngàn. Gói 5 ngàn á? Rồi, chị lấy cho em một gói đi. Em ăn xôi gì? Xôi giò, xôi kèn. Chị cho em cái nào mà nhiều màu sắc nhất á. Nhiều màu sắc em lấy gì chị? 10 ngàn gói nha. 10 ngàn đi, em lấy cho 10 ngàn đi. Lấy một cái ngắt đít đó vậy. Đúng rồi. Nhìn cho đẹp thiệt là đẹp. Đúng nha rồi. Em giới thiệu cho chị luôn. Ừ. Trời ơi.
đủ màu sắc luôn. Ồ, cái này muối mè hả chị? Đường đậu phộng chứ. À, đường đậu phộng. Bên đây là đường cát ha. Đúng rồi. Bên đây đường đậu phộng. Còn bên đây? Này là dừa. Dừa. Dừa này em thấy hình như là cũng là non non hả chị? Đúng rồi. Dừa non ha. Dừa non. Dừa non nạo mới ngon cưng. À. Ồ, ngon quá. Ôi, gói chà bá luôn nè. Ôi, ôi, có 10.000 mà gói chà bá luôn nè. Đủ màu sắc luôn. Ở bên đây là mình gói sẵn nha. Gói cho sẵn các chị là 5.000 gói đó. Rồi, 5.000 gói ha. Dạ. Rồi, 10.000 là đủ màu rồi. Ồ, nhìn, à, nhìn ngon quá. Rồi, em lấy tiền trả chị nha. Rồi. Ồ, còn chị gái bên kia bán gì? Bán bánh gì? Đó, đủ thứ bánh. Đủ thứ bánh nha. Đây, ngồi gian hàng của chị nè. Đó, mình ra đây mình quay vô nè. Quá luôn nè. Ồ. Giống như thiên đường ẩm thực thu nhỏ vậy chị. Quá luôn nè, quá nhiều luôn. Quá nhiều là bánh luôn. Đây, chia tay với chị bán bánh bán xôi. Mình sẽ đi vào trong đó nha. À, tạm biệt chị nha. Đây. Đó, bên này là cái xôi mặn. Rồi mình sẽ qua bên đường nha. Bên đây có một cái sạp bán bánh cũng khá là nhiều nữa nè. Đó. Bên đây cũng có bán một cái tiệm bán xôi giò. Đây bán bánh tầm xe. Ồ, ở đây quá nhiều bánh luôn nè. Đó, đủ loại luôn nè, bánh đủ loại luôn nè. Đó. Hello, chào cô. Năm nay con ghé quay cô nữa nè. Ồ, xe này quá khách luôn rồi. Một xe mà 5 người. Quá nhiều luôn. Vô bánh luôn rồi. Chào chú nha. Dạ, hết cảm luôn. Ồ, xe kia cũng đông lắm kìa. Quá khách rồi, hai xe và cả chục người nè. 15.000 một ly. Rồi năm nay ghé ủng hộ cho ông hai nữa. Năm ngoái mình ghé, năm nay mình ghé ủng hộ cho ông hai nữa. Trời ơi mấy em nhỏ kìa. Nhìn dễ thương quá luôn. Con gái kìa. Trời ơi con gái nhìn dễ thương quá à. Quen gái cái coi. Hello con gái. Chào chú cái coi. Chào chú ấy coi. Trời ơi ghét quá đi. Trời ơi mấy đứa sao cũng dễ thương quá tàn luôn kìa. Làm thay hộp 15-30 của bé luôn trước. Rồi làm cho khách dưới đi con. Con xong rồi đó. Rồi của con làm rồi đó. Làm rồi luôn hả? Rồi bỏ giỏi cho con luôn đi. Có hai hộp rồi 30. Đây con em gái ở đây ủng hộ nè. Của con 20 hả? Dạ. Con 20 là cái này đâu? 25 này con bé nè. Con 20 đi. Rồi, này của con hả con? Ừ, rồi con. Rồi gửi tiền cô. Thôi không có sao để đi gì bán khác. Rồi, cô bán đắt quá đắt luôn, mình ghé lại mua, cô bán đắt quá luôn. Hello, bye bye. Bye bye con. Bye bye chú ơi. Đây, bên đây cũng có mấy cái xe bánh mì chả cá nè. Đó. Ở đây là cái xe xôi mặn. Ở đây bán xôi mặn khá là nhiều. Đó, bên đây thì cái xe bánh mì. Ồ, chỗ này thì bán đồ chưng Tết nè, khá là nhiều luôn nè. Ồ, đẹp quá đẹp luôn. Buổi tối mà nhìn những cái quầy bán cửa hàng bán những cái đồ chưng Tết đó, khá là đẹp luôn. Đây em gái bán bánh tầm xe. Đây ở bên đây là cái này, bên đây là cái sạp mà mình đi xa xa là mình nghe cái mùi á, là mình phải ghé vào đây về để mình quay một cái mới được. Quá ngon luôn. Hello, hello anh trai. Năm nay bán được hơn năm ngoái không? Được anh trai. Được hả? Ờ. Ồ, năm nay thấy cái gian hàng mình hình như là nó bự hơn năm ngoái đi nha. Đỡ hơn anh trai. Đỡ hơn hả? Quay nhiều quá mất cỡ luôn anh. Mất cỡ lắm à. Thôi không cho quay, tôi quay em trai này. Đó, khói ngùn ngút nè. Quá ngon luôn cả nhà ơi. Đây,
gái này mua đồ ăn nè. Đó. Quá ngon luôn à. Trời ơi, nghi ngút khói nè. Con làm cái đó bụng rồi đó nha. Đó, trời ơi. Quá ngon luôn. Rồi, chúc cửa hàng mua mai bán đất nha. Tạm biệt. Rồi, tiếp tục đi hết con đường luôn. Phía bên đây là bán nước ngọt, nước chảy khác. Bên đây là bán bánh tráng trộn. Ồ, cái quầy bánh tráng trộn này khá là đông khách luôn nè. Đây. Đó, khách khá là nhiều luôn nè. Phải tầm 2 người bán nè. Đó, ngon lắm luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi hết cái con đường luôn nha, để quay cả nhà xem. Ở bên đây là bán bánh bao chiên. Đó. Bên đây là bán bánh bao chiên. Cái xe đó là xe bánh bao chiên. Trong đây là cái quầy bán bún nè, bún riêu. Đây, bên đây là cái xe trà đào. Hello, hello chị gái. Hello em gái. Không biết bán được không? Bán chậm hả? Lại gai hả? Em ở đây em bán là cái gì ạ? Nước uống gì? Cacao, trà đào. Đủ loại luôn hả? Đâu giới thiệu cho anh một cái ly gì mà đặc biệt ơi. Anh uống đá bào hay là uống trà? Trà đi. Trà đào đúng không? Là cái món đặc biệt nhất của em ở đây đúng không? Rồi làm sao cho anh uống một lần là anh phải ghé đây uống hoài đó. Anh Cao Tùng Vlog. Năm ngoái anh có quay ở đây rồi nè. Năm ngoái không biết em có bán ở đây không à? Năm ngoái em bán bánh tráng hả? Ông anh bán bánh tráng luôn. Đúng rồi. Năm ngoái anh có quay anh bán bánh tráng á. Hôm nay không thấy anh bán ở đây em. Bữa này bán tối giống có qua Tết anh mới bán lại. Qua Tết mới bán lại ha. Đó, cái này nè, cái này mới gọi là cái cái nghệ thuật nè. Ngon hay không là ăn thua cái người chủ lắc đúng không? Đó. Cái là đào trái luôn em. Quá ngon luôn. Đây cho anh thử nha. Thử tại chỗ luôn bà con ơi. Ngon. Rất là ngon nha cả nhà. Em gái tên gì? Anh giới thiệu luôn. Em tên Thu. Em tên gì? Thu. Rồi. Cả nhà có ghé ở khu ẩm thực thì nhớ ghé quán của em Thu. Chuyên bán trà sữa, cái này không phải trà sữa, trà đào. Lô, cacao. Rồi gì nữa? Trà đà, trà vải, trà ổi, trà dưa lưới. Nhiều loại món ngon lắm, có cái menu. Rồi, cảm ơn em gái, chúc em gái sẽ bán càng ngày càng đắt hơn nha, có nhiều khách ghé để ủng hộ. Trong đó có anh. Rồi anh sẽ gửi tiền. Quay vòng vòng đi, chứ quay lại. Rồi. Đó là khoảng ngày nào mới đắt ha? Thường thường em bán á, mỗi năm á. Hàng năm thì tầm khoảng 20 á. 20 trở đi mới đắt ha. Rồi, cũng vắng hơn ha. Rồi chúc em gái mua bán mới đắt nha. Rồi tạm biệt em. Rồi, cô bên đây bán bánh nè. Cái chảo bánh nè. Ngon quá cô ơi. Bánh bò nướng đừng hốc lóc. Đây. Ồ, điệu nghệ quá. Đây. Hai cái phô mai, hai cái nồi. Rồi, hai phô mai thường. Quá đắt luôn rồi, bán không kịp luôn rồi. Mua mà biết tên là hình như là khách quen thuộc á chị gái. Mối đúng không? Dạ. Ồ,
Ôi nhìn ngon quá ngon luôn. Nhớ họ chừa em cái nha. Nhất định phải chừa em cái nha, đừng bán hết nha. Đây cũng khá là nhiều nè, cách nè. Đó, cách quen thuộc nữa nè. Em Cao Tùng Vlog. Cao Tùng Vlog. Cao Tùng Vlog. Lên like. Đây ngon quá luôn. Đây đây là cái bánh thành phẩm này. À, bánh này bao nhiêu một cái hả anh? 5 ngàn hả? Bán giùm hai cái đi, bán một cái sau mà ăn đủ. Cái này nó ngon lắm nè, em à, nhìn thấy ngon quá ngon nè. Nhưng mà em nãy giờ em mua cũng nhiều. Em mua dài lại đây nè. Bánh phô mai là 10 ngàn một cái. Đâu bánh phô mai nào chị? Đây, từ từ kẹp vô. Đó. Ồ, chảy ra hả? Đang ra bên đây nè, tại vì bên đây nó cái này nó đang ra phô mai rồi. Bán cho em cái này đi. Họ bán cho em cái này đi nha. Em nhìn thấy cái này em mới thèm hơn nè. Nhìn ngon quá ngon luôn. Nhanh tay quá chị. Em thấy chị chở rất là đều luôn á. Làm nhanh tay lắm luôn nè. Nó liên tục liên tục liên tục. Ồ cái nắp mình phải nướng riêng gì hả chị? Hello. Mình bán ở đây tầm khoảng mấy giờ mấy khách đông nhất hả anh? Thường là gần 7 giờ cho tới 8 giờ rưỡi 9 giờ. Ờ, rồi tầm đó là còn học sinh đó nha. Bây giờ thì tình hình dịch thì thấy nó vắng. Thôi vắng hơn ha. Bà con đây mới 8 giờ 8 mấy là vắng hết rồi. Là lấy cái thường hay phô mai ta? Phô mai đi chị. Em lấy phô mai đi, lấy phô mai đi. Lấy hai cái phô mai cho em đi. Cho khách trước nha. Em sao cũng đừng đó. Đó, trời ơi. Chị làm cái nó vừa cái màu vàng đẹp quá chị. Phải canh vừa màu vàng ha. Đúng rồi, cái này đổ canh lửa. Canh lửa ha. Đoạn đường này là bán đồ ăn vặt là đông nhất, lâu đời nhất ở Long Xuyên đúng không? Nó với đoạn đường biển chảy. Đó, đây mới mua ủng hộ nè. Rồi quay trở lại chút xíu nè. Quay hai người đẹp. Đâu rồi, còn một người đẹp kia đâu Tiêu ơi? Nãy giờ kiếm bà không gặp luôn nè. Đây, người đẹp bên kia nãy giờ mới trở về. Quá đắt luôn rồi. Kia cũng có khách nè. Nóng ăn ngon hả? Rồi, cảm ơn luôn bạn. Rồi. Cảm ơn anh trai luôn. Chúc kênh được nhiều view quá. Rồi, cảm ơn anh luôn. Em cũng chúc lại cho anh chị là ngày nào cũng bát đắt như thế này nha. Rồi, cảm ơn luôn. Rồi, tạm biệt. Lên kênh Cao Tùng Vlog.
Nhớ chia sẻ nha. Đó, bên đây cái xe gà gán. Đây cũng còn khá là nhiều nè. Thì tiếp tục hết cái con đường này nha, để quay cho cả nhà xem. Đây ở đây không khí Tết về nè. Trời ơi, bán đèn á, trưng Tết nó khá đẹp luôn nè, những cái lồng đèn á đa dạng lắm luôn. Trời ơi đẹp kìa, lung linh luôn. Đó, pháo kìa. Hôm nay bán pháo khá là nhiều nè. Pháo đại nè, nguyên chi pháo đại luôn nè. Trời ơi đẹp, quá đẹp luôn. Đây, cái khu đằng đây thì còn bán bánh tráng nướng nè. Đây. Hello. Năm nay gặp lại nữa hả? Gặp lại nữa. Rồi rồi, bữa nay căng dây luôn rồi. Vô hết được luôn rồi. Trời ơi, căng dây luôn rồi, vô hết được luôn rồi. Đây, năm ngoái mình có quay rồi, năm nay mình trở lại quay anh với chị nữa nè. Đó. Quá đắt luôn rồi, bán không kịp luôn rồi. Thôi chúc chị với anh năm nay mua mai bán đất tiếp tục nha. Vô hết được rồi. Chặn đường vô hết được rồi. Thôi mình sẽ đi tiếp tục hết con đường luôn. Đây, bên đây thì bán cơm cháy. Đó, bên đây thì bán cái xe đồ nướng. Đó, nhìn ngon ghê luôn. Bán những cái tiệm tạp hóa đồ Tết khá là nhiều luôn. Đó. Rồi mình đi cuối con đường này thì những cái hàng quán bán ăn vặt thì cũng hết rồi. Rồi đến đây thì kênh Cao Tùng Vlog cũng kết thúc video đây. Cả nhà thấy hay thì hãy cho một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ nha. Rồi tạm biệt và hẹn gặp lại những video tiếp theo.